Alo, xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020, chọn một cái chủ đề gì đó để chia sẻ với mọi người trong cái dịp cuối tuần như thế này. Hôm qua thứ sáu thì đáng nhẽ mình cũng tính làm clip nhưng mà rồi cũng cũng đi bận, đi gặp hỗ trợ cho một số anh chị, cũng không không có nhiều thời gian cho lắm. Khá nhiều các cái chủ đề mà các anh chị đề xuất cũng như là mong muốn mình làm video clip mình chia sẻ với mọi người. Nhưng mà rồi cũng vì sắp xếp thời gian rồi cũng vì nhiều vấn đề cũng chưa chưa có thể mà chia sẻ hết được, thì mình sẽ cố gắng mình sẽ lần lượt chia sẻ thêm trong những cái dịp cuối tuần như thế này để chúng ta cùng nhau hiểu hơn. Và có một vấn đề mà dạo gần đây khá nhiều anh chị cũng thắc mắc, có thể đặt câu hỏi với mình và cũng thắc mắc với cả chính mình luôn. Đôi khi là chúng ta vẫn đang không biết là có thật hay không, đúng không ạ? Đó là gì? Đó là cái việc mà miễn phí giao dịch chứng khoán. Đa phần là các anh em xem kênh của mình thì là chúng ta tham gia vào thị trường chứng khoán là nhiều, đúng không? Vậy thì có thật hay không là cái việc mà người ta miễn phí giao dịch chứng khoán, cái miễn phí giao dịch chứng khoán là có lợi hay có hại, rồi cần lưu ý cái gì? Rồi nhiều người bảo là vậy miễn phí giao dịch thì ông làm cái gì, rồi công ty chứng khoán nó sống bằng cái gì đấy, thế nên là chúng ta không tin, chúng ta cũng nghi ngờ, rồi chúng ta lại thế này thế nọ. Nó thì chúng ta đặt câu hỏi rất là nhiều và các bạn nhắn tin cho mình cũng rất là nhiều, đặc biệt là trong khoảng 2 tháng gần đây thì mình có phối hợp với công ty VPS là mình làm cộng tác viên để mình hỗ trợ cho mọi người mở một cái tài khoản giao dịch chứng khoán để mà chúng ta có thể tham gia giao dịch được trên cái thị trường này. Và đặc biệt là mình cũng có chia sẻ rồi, mình tham gia và tư vấn cũng như là hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng từ khá lâu rồi, nhưng mà mình không không làm môi giới và không trở thành môi giới. Tuy nhiên dạo gần đây thì cái làn sóng của thị trường Việt Nam cũng như của thế giới nói chung, đó là gì? Làn sóng về miễn phí giao dịch. Đó, miễn phí giao dịch thì nó thu hút thêm nhà đầu tư vào rất là nhiều. Và cá nhân mình cũng vậy, mình hỗ trợ và mình giúp ích cho cộng đồng chứ mình cũng không mong muốn là nhận lại cái gì, coi như là trước đây mà chúng ta mở tài khoản chứng khoán thì chúng ta là có môi giới, đúng không ạ? Và chúng ta phải trả phí phí giao dịch, đó là một phần trả cho công ty chứng khoán, một phần là trả cho môi giới. Đó, rồi đôi khi là cái trách nhiệm của người môi giới nó cũng phải gắn vào rất là nặng nề. Đó, rồi chúng ta trách móc, rồi chúng ta thế này thế kia. Cá nhân mình thì mình không muốn làm như vậy cho từ trước giờ, cho nên mình sẽ không làm. Dạo gần đây thì nó miễn phí cho nên là mình làm, mình mở một cái ID cộng tác viên và mình chia sẻ với mọi người để chúng ta cùng tham gia vào cái nhóm này. Đó, và mình vẫn hỗ trợ cho mọi người bình thường, dù các bạn có tham gia nhóm hay không tham gia nhóm, bởi vì các bạn có tham gia nhóm thì mình cũng chẳng được gì. Nói thẳng, các bạn hình dung một câu chuyện này, các bạn đã miễn phí giao dịch rồi thì môi giới không có được cái gì cả. Nếu các bạn là nhân viên của công ty chứng khoán thì các bạn được hưởng lương bình thường, còn mình là cộng tác viên thì thôi cũng là bình thường thôi, không không có quan trọng gì cả. Cái mình lấy làm là hỗ trợ cho cộng đồng, còn việc mình mở ID thì chẳng qua là nhiều bạn nói là ông hỗ trợ thì hỗ trợ cho tới nơi tới chốn, tư vấn cho nó nhiệt tình vào, chứ còn nhiều khi cứ nói vu vơ rồi mua được hay bán được rồi mua được hay không vân vân thì nó không có sát và nó không thực tế, dẫn đến đôi khi là nhà đầu tư thiệt hại. Cái thứ hai là nếu mình không quản lý tài khoản thì mình không biết là tài khoản của anh chị có bao nhiêu tiền, đang nắm giữ cổ phiếu nào, mà tư vấn thì nó sẽ không sát, dẫn đến là có thể là đúng là những cái thiệt hại cho nhà đầu tư. Cho nên là mình cũng mình mở đăng ký một cái ID ở đây. Nếu bạn nào muốn tham gia mở một cái tài khoản giao dịch chứng khoán miễn phí, hiện tại mình tham gia công ty VPS. VPS là một công ty chứng khoán coi như thành viên của ngân hàng VP Bank, đúng không ạ? Và nó cũng đang chiếm cái thị phần khá lớn, nằm trong top 10 các công ty chứng khoán lớn nhất trên thị trường của chúng ta. Thì anh chị em mà tham gia, cái đường link mình để phía dưới phần mô tả của video này. Đó, chúng ta nhấn vào cái đường link đó, nó ra cái trang như thế này, chúng ta tiến hành mở tài khoản thôi. Nhập họ tên này, nhập số điện thoại này, nhập cái email của mình, cái ID người giới thiệu ở đây này. Các chị trên chỗ này chú ý là cái khu vực của chúng ta. Nếu chúng ta ở khu vực ngoài phía Bắc thì chúng ta chọn Hà Nội, chúng ta ở khu vực miền Nam thì chúng ta chọn Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và nếu anh chị ngoài Hà Nội mà muốn mở ID mà tham gia vào nhóm mình ấy, thì các anh chị nhập cái ID là 8233. Đúng không? Thì nó sẽ ra tên mình. Đó, đây tên mình đây. Đó, còn nếu anh chị nào mà ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta miền Nam á, chúng ta chọn tích vào Thành phố Hồ Chí Minh, và chỗ này thì chúng ta nhập cái ID là 8740, đúng không? Đó, thì đây là cũng là cái ID của mình, tên là Thanh Mai. Đó, thì các bạn điền các cái mã này đây, có cái mã này chúng ta nhập mã bảo mật vào, chúng ta nhấn mở tài khoản. Đó, thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái trang mở tài khoản, thì dùng chứng minh hai mặt này kia là chúng ta mở được một cái tài khoản, chúng ta điền đầy đủ thông tin của mình vào. Khi anh chị mở tài khoản thì lưu ý là nhớ là họ tên của mình là điền đầy đủ đây, nó ghi rõ là nhập đầy đủ họ tên có dấu. Có nhiều anh chị thì ghi là Nguyễn Tiến Đạt gì đó nhưng mà ghi là Nguyễn Tiến Đạt viết không dấu, ví dụ vậy là nó bị sai. Sau này nạp tiền rút tiền nó rất là phức tạp, chúng ta chỉnh sửa thông tin rất là phức tạp. Thứ hai là số điện thoại là phải nhập cho đúng. Thứ ba là địa chỉ email cũng phải nhập vào, bởi vì nó sẽ gửi hồ sơ hợp đồng rồi này kia, mọi thứ mật khẩu code gì là qua email hết. Ba cái thứ này tôi nói là ba cái thứ này chúng ta bắt buộc phải nhập cho đúng. Họ tên là phải đúng này, đầy đủ có dấu. Số điện thoại cố gắng nhập cho đúng số của mình. Nhập sai số thì sau này nạp rút tiền này kia là nó nhắn mã OTP về không được, thậm chí chúng ta đổi mật khẩu không được.
email cũng vậy đó, mọi thông tin thì nó sẽ sao kê này kia, nó sẽ gửi qua email, mà chúng ta nhập ba cái thông tin này mà sai chỉnh sửa rất là phức tạp và rất là mệt. Và tôi nói rồi, có nhiều anh chị cũng mở theo ID của tôi nhưng mà rồi có những cái thông tin của chính cá nhân mình mà mình nhập còn sai nữa, thì theo tôi nghĩ là không làm được cái gì cả. Nói thật, chưa gì anh chị thấy tôi đừng có trách móc, thì anh chị cũng đừng có nói, đúng không? Nhập cái họ tên của mình thôi mà còn viết không đúng, số điện thoại của mình nhập không đúng, email của mình viết không đúng, nhập vô kiểm tra cho kỹ vào. Cái ID giới thiệu tôi nói các bạn khỏi cần nhập cũng được đó, nhưng mà tôi nói là ai muốn tham gia vào nhóm của tôi thì hỗ trợ trực tiếp ấy, thì chúng ta điền hai cái ID đó, 8233 ở Hà Nội và 8740 ở Thành phố Hồ Chí Minh, vậy thôi đó. Rồi thì vậy thì với cái việc mà miễn phí giao dịch chứng khoán, tôi sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay là gì, có lợi hay có hại và chúng ta cần lưu ý cái gì, đúng không ạ? Còn việc miễn phí giao dịch chứng khoán là chắc chắn là có thực rồi, chứ không có gì là chúng ta nghi ngờ hay là chúng ta bảo có hay không, và làm gì có thứ gì miễn phí trên đời này, vậy thì công ty chứng khoán sống làm sao, vân vân đấy. Tất cả những câu hỏi đó tôi sẽ trả lời cho các bạn hiểu hơn trong cái video ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là gì, miễn phí giao dịch hiện tại nó đang là một cái xu hướng chung của thị trường thế giới, một xu hướng chung thì chúng ta thấy tất cả các cái nền tảng giao dịch về chứng khoán lớn trên thế giới này, đặc biệt là nền tảng giao dịch chứng khoán lớn của Mỹ đó, là nó bắt đầu miễn phí từ năm 2018, cuối năm 2017 đầu năm 2018 nó bắt đầu miễn phí. TD Ameritrade hoặc là tất cả các sàn giao dịch lớn của Mỹ là nó đều cho phí giao dịch bằng không. Trước đây thì nó tầm khoảng $5 một giao dịch, đúng không ạ? Của Mỹ á, các sàn của Mỹ á, $5 một giao dịch đó, hoặc là có chỗ thì $4, có chỗ thì $7 vân vân, đấy tùy theo cái số tiền mà chúng ta có trong tài khoản thì nó sẽ tính cái phí giao dịch của chúng ta ở mức khác nhau. Nhưng mà dạo gần đây là tất cả các công ty chứng khoán của Mỹ hoặc là các cái nền tảng giao dịch chứng khoán của Mỹ đều là miễn phí, ví dụ như Robinhood này nọ mà chúng ta đang hay thấy cái dạo gần đây, thì chính cái việc mà miễn phí giao dịch như vậy nó sẽ tạo ra một lớp rất đông các nhà đầu tư mới, cụ thể là nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường chứng khoán. Các chị hình dung ạ, cái câu chuyện là gì? Trước đây chúng ta thấy là cái mặt bằng chung của thị trường chúng ta là nhà nước thì cũng quy định về cái mức mức phí giao dịch theo những cái thông tư của năm 2014. Thì phí giao dịch chứng khoán thì nó dao động đâu đó tầm khoảng từ 0,15 0,15 cho đến 0,5% trên cái khối lượng tiền giao dịch đó. Và đến năm 2018 thì cái thông tư mới của Bộ Tài chính là cũng không có giới hạn cái mức giá sàn nữa, tức là gì, không có giới hạn sàn ở dưới mà chỉ giới hạn trần là không được quá 0,5% thôi, còn lại là từ 0 đến 0,5% mọi người, tùy các công ty chứng khoán họ tính toán. Thì từ cái thông tư đó ra đời thì dẫn đến một loạt khá nhiều các cái công ty chứng khoán là hiện tại trên thị trường là bắt đầu là miễn phí giao dịch cho khách, và đặc biệt trong đó là một số các công ty chứng khoán lớn, đặc biệt là công ty chứng khoán có yếu tố vốn của nước ngoài, yếu tố vốn Hàn Quốc đó. Và ở Việt Nam các công ty mà trong nước thì đa phần mình thấy là chỉ công ty chứng khoán VPS thôi, chỗ mình đang mở tài khoản và đang giao dịch đấy, cũng như là hỗ trợ cho nhóm của mình đó. Anh chị em nào tham gia thì chúng ta tham gia vào đây đó, theo nhóm của mình thì mình hỗ trợ cho. Nhưng mà ở đây mình chia sẻ cái ý ngày hôm nay trong cái clip này thì những cái vấn đề gì có lợi hay có hại và chúng ta cần lưu ý điều gì đó, thì mình sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu và chúng ta có thể là nắm bắt rõ hơn về cái vấn đề miễn phí này. Vậy thì miễn phí giao dịch chứng khoán là nó có lợi hay có hại, lợi ở chỗ nào và hại ở chỗ nào đó, và chúng ta cần lưu ý cái gì, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những cái ý mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái video hôm nay. Đầu tiên là cái phần những yếu tố về có lợi, đặc biệt ở đây là mình hướng về cái yếu tố về nhà đầu tư, đúng không? Với chúng ta, với anh chị em chúng ta như tôi, như anh chị thì gì, nếu mà chúng ta được miễn phí giao dịch thì chúng ta tiết kiệm một phần chi phí, cái này là rất rõ. Nếu thật ra với những nhà đầu tư có thể là lớn hay nhỏ thì chúng ta chưa cần biết, nhưng mà gì, nếu chúng ta chọn cái phương án mà chúng ta lướt sóng thì cái phí giao dịch nó chiếm cũng khá nhiều. Chúng ta không quan tâm là chúng ta tiền lớn tiền nhỏ, tôi nói rồi. Và giả dụ như phí giao dịch đang một số cái mức mặt bằng chung hiện tại đi, mặt bằng chung hiện tại thì chúng ta giao dịch tầm 0,15% đúng không ạ, một lệnh mua hoặc bán, thì như vậy là chúng ta mua và bán vào là chúng ta đã mất 0,3% rồi, đúng không ạ? 0,3 cộng thêm thuế thu nhập cá nhân là 0,1 cộng thêm thuế của sở vân vân thì nó cứ loằng ngoằng lấy 0,02% nữa đó. Đó thì đại loại vậy thì chúng ta mất đâu đó tầm khoảng 0,4% đi. Tôi cứ nói như vậy. Thì giả sử các anh chị giao dịch cho một cái lệnh 100 triệu thôi thì chúng ta đã mất 400.000 tiền phí rồi. Tròn một lệnh nha, tôi nói tròn một lệnh, không cần biết lãi lỗ như nào. 400 triệu 400.000 tiền phí. Đó, mà thì đôi khi nếu một ngày các anh chị giao dịch như vậy mà mất 400.000 thì đôi khi nó bằng cái tiền công đi làm của
của một người công nhân, có thể là một người thợ xây bây giờ chẳng hạn, hay là một người công nhân đi làm, nó có thể là mất được 400.000 một ngày thôi. Nhưng chúng ta đây chúng ta ngồi giao dịch chưa cần biết các anh chị lãi lỗ như thế nào. Anh vào một cái lệnh 100 triệu chúng ta mất 400.000. Giả sử chúng ta vào lệnh 1 tỷ thì sao? Phải mất 4 triệu không? Các bạn hình dung câu chuyện đó ạ. Thì gì tính ra tôi nói rồi. Nếu mà nhà đầu tư dài hạn thì thôi chúng ta không bàn đúng không ạ? Mua đặt nạp vô 5 7 tỷ đó, 1 2 tỷ gì đó. Mua cái hai ba cái cổ phiếu gì xong vứt đấy để làm của hồi môn luôn thì thôi, nó không bàn về cái phí, người ta không care về phí mấy đúng không ạ? Thì cái đấy không trong bàn. Nhưng mà đa phần anh em chúng ta là gì, nói thật là trong thị trường hiện tại, trong khi cái dịch bệnh như này, đa phần chúng ta là nhà đầu cơ là nhiều. Đầu cơ tức là gì, chúng ta nạp tiền vào thị trường chứng khoán, chúng ta tham gia vào thị trường chứng khoán là gì, mong muốn kiếm được lợi nhuận bằng cái việc mà chúng ta lướt lát cổ phiếu khá nhiều. Cái tâm lý mà, tâm lý đầu cơ nó nhiều hơn là tâm lý đầu tư trong cái thời điểm như này. Mặc dù là thị trường đang rất là khó khăn, doanh nghiệp đang rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn muốn kiếm tiền nhanh, chúng ta muốn muốn là gọi là lướt lát nhiều đó. Thì cái này nó góp phần nó tiết kiệm chi phí chúng ta. Tôi nói rồi, tiết kiệm khá nhiều nhé. Với tôi nói giả sử anh chị có tài khoản 1 tỷ mà chúng ta lướt lát nhiều trong một tháng, cuối tháng chúng ta tổng kết lại có thể các anh chị lời được 5 3 triệu thôi. Tôi nói thật, ví dụ một tháng chúng ta lời 5 3 triệu, thậm chí 10 triệu đây tôi nói ví dụ ạ. Nhưng mà chúng ta nhìn qua nhìn lại ha, chúng ta thấy mà giao dịch nhiều, chúng ta tổng kết lại cái phí của chúng ta hết vài chục triệu rồi. Nó bằng lương của một người trưởng phòng, bằng lương một người lãnh đạo trong quá trình chúng ta đi làm. Thậm chí bạn nào mà chịu quay, chịu lướt thì tôi nói cộng phí lại cái bảng kê mà chúng ta phí chúng ta nộp ạ, nếu không phải 15% thôi. À, nó vài chục triệu rồi. Đôi khi là có những người chúng ta làm cả năm trời chúng ta chẳng tiết kiệm được bằng đó. Rồi chưa kể là nó không quan tâm việc chúng ta lãi lỗ như thế nào. Phí thuế nó vẫn cứ thuê thu đúng không ạ? Bạn lỗ các bạn vẫn phải đóng thuế, vẫn phải đóng phí. Đấy, các bạn lãi thì thôi thì cái phần đấy nó ăn vào cái chi phí thôi, ăn vào cái phần lợi nhuận của chúng ta rồi thì chúng ta đỡ, chúng ta không không có chú ý lắm, nhưng mà rồi cuối cùng đến lúc chúng ta cộng lại tôi nói là khá nhiều. Cho nên cái việc mà đây nó là cái cách một phần chúng ta tiết kiệm cái chi phí của chúng ta. À, đấy là với nhà đầu tư cá nhân nó là những cái lợi như vậy. Vậy thì đối với công ty chứng khoán thì sao? Đối với thị trường thì sao? Cái việc miễn phí giao dịch chứng khoán này nó thu hút một cái lượng nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. À, cái ý số 1, cái ý tiết kiệm và cái ý là những cái chi phí nó tốn khá nhiều, giống như tôi nói như vậy. Nó là một cái rào cản đối với nhà đầu tư. Đúng không ạ? Đối với một rào cản, tôi nói rồi đấy, có nhiều người làm một năm trời chưa chắc dư được 50 triệu, mà đây khi 1 tỷ mà chúng ta vô là lướt lát lằng ngoằng, có khi phí nó cả tỷ, cả 50 triệu một một tháng. Thì như vậy là nó một cái rào cản. Thì khi miễn phí giao dịch thì chắc chắn nó sẽ thu hút thêm nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Chúng ta thấy khi mà cái nền tảng Robinhood nó miễn phí giao dịch chứng khoán Mỹ thì cái lượng nhà đầu tư tham gia vào đó rất nhiều. Chúng ta thấy trước đây đối với thị trường Mỹ chẳng hạn, cái lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia rất ít, thậm chí chưa tới 10% so với thị trường, nhưng hiện tại nó lên gần 25% rồi. À, các bạn hình dung câu chuyện đó, tức là nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường rất là nhiều, thu hút thêm nhà đầu tư, bởi vì nó tiết kiệm được chi phí và không mất gì cả, đúng không? Ai cũng có thể tham gia trải nghiệm được, ai cũng có thể là mở một cái tài khoản, mở tài khoản là miễn phí rồi, nhờ giao dịch cũng miễn phí nữa thì thôi, người ta cứ nhảy vô người ta chơi thôi, quan tâm gì nữa, đúng không? Đó thì nó thu hút rất là nhiều. Và bản thân thị trường của chúng ta cũng vậy, trong dạo gần đây là có một số công ty chứng khoán miễn phí giao dịch, thì chúng ta thấy là không chỉ là cái câu chuyện mà gì, dịch bệnh rồi này kia, chúng ta ở nhà chúng ta không biết làm gì, chúng ta mang tiền vào đầu tư, cái đấy là một ý. Ý thứ hai là miễn phí. Miễn phí thì thường chúng ta thích như vậy, đúng không ạ? À, chúng ta thấy mà thường ví dụ những cái buổi từ thiện hay những cái gì đó mà phát miễn phí thì chúng ta thấy xếp hàng dài rất là đông đó, nhưng mà đôi khi là thu phí cái thì cũng chẳng có ai đến đấy. Thì thực tế cái thị trường nó là như vậy, bản thân thị trường chứng khoán vậy, nó ra cái này thì nó sẽ thu hút một cái lượng nhà đầu tư rất mới tham gia thị trường. Và ở Việt Nam chúng ta thì gọi là 97% thành phần tham gia vào thị trường là nhà đầu tư cá nhân. Đó thì cái góc độ mà thu hút, góc độ mà chia sẻ thì nó cũng khá là nhiều. Thì chúng ta chú ý trong giai đoạn gần đây vậy, cái lượng tài khoản mở mới khá là nhiều. Nó không chỉ là yếu tố dịch bệnh đâu, nhưng mà yếu tố khá nhiều công ty giao dịch miễn phí trong thời điểm này rồi. À, cái đấy là đối với nhà đầu tư mới. Thì với nhà đầu tư cũ thì gì? Cái miễn phí giao dịch hoặc là giảm phí giao dịch này, nó cũng góp phần giữ chân nhà đầu tư. Giống như tôi nói rồi, đôi khi là chúng ta mở ra, hàng tháng chúng ta nhận được cái sao kê của công ty chứng khoán thì thấy là ôi cái phí giao dịch sao mà nó cao thế, đúng không ạ? Vài chục triệu trong khi lãi của mình lại được có mấy triệu thôi. Thì cuối cùng khác nào mình, nhiều bạn này bảo thôi đi làm rồi nuôi công ty chứng khoán rồi, đúng không ạ? Chúng ta nạp tiền chúng ta giao dịch chẳng lãi lỗ gì cả, cuối cùng tiền phí hết quá trời, cuối cùng là nuôi công ty chứng khoán. Đấy là chúng ta khiếp, chúng ta sợ và chúng ta có một cái ý niệm gì đó dẫn đến chúng ta rút tiền, chúng ta nghỉ, chúng ta không giao dịch nữa. À, các bạn chú ý đấy là có nha, rất nhiều nhà đầu tư cũng chia sẻ với mình cái ý này. Đó, và vô tình thì khi chúng ta thấy miễn phí giao dịch thì các nhà đầu tư cũ đang giao dịch cũng được miễn phí, thì góp phần giữ chân họ.
À, họ lại thêm có động lực, có thêm cái gọi là cái niềm tin để họ tiếp tục tham gia với thị trường. Đó là cái việc mà chúng ta giữ được chân nhà đầu tư cũ. Rồi, vậy đối với nhà đầu tư chúng ta thì sao? Nó thêm một cái lợi nữa là gì? Giúp cho chúng ta đa dạng hóa cái danh mục đầu tư mà chúng ta không lo lắng nhiều. Ở đây các bạn hình dung câu chuyện là gì? Nếu mà vốn chúng ta lớn lớn một chút xíu, chúng ta đầu tư đúng không? Đôi lúc chúng ta sai, chúng ta chọn sai danh mục đầu tư, chúng ta phải cơ cấu lại. Thì bắt đầu lúc này chúng ta cân nhắc cái việc mà lãi lỗ là một chuyện, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua sai nó lỗ là rõ rồi. Cái tự nhiên các bạn hình dung, ví dụ các bạn mua bao giờ bán đi 1 tỷ tiền cổ phiếu này, mất thêm mấy triệu nữa, vừa là gì, các bạn vừa lỗ trong cái quá trình chúng ta đầu tư sai, đúng không? Chọn danh mục chúng ta mua bán cổ phiếu nó sai, nó lỗ rồi, lỗ thêm cả phí nữa. Cái dẫn đến là chúng ta đắn đo, chúng ta cân nhắc, chúng ta suy nghĩ và chúng ta không có dám cơ cấu lại cái danh mục của mình. Bởi vì so đi đếm lại tự nhiên thấy vẫn cứ lỗ, và càng càng tất toán thì càng lỗ. Đó mà chúng ta đôi khi tôi nói rồi, trong quá trình chúng ta tham gia thị trường, lãi lỗ trên thị trường nó là một chuyện, nhưng mà gì, chúng ta cũng phải phải cân đo đong đếm từng đồng một, đúng không ạ? Cái đấy thì nó khá là rõ, bởi vì cái thị trường này mà chúng ta rất là khó khăn, rất là cạnh tranh, và chúng ta tranh nhau từng phí từng từng tí một. Cho nên là cái việc mà miễn phí nó cũng giúp cho chúng ta đa dạng hóa cái danh mục, đúng không ạ? Chúng ta vừa đa dạng hóa tức là chúng ta có thể mở rộng cái danh mục của mình, hoặc là chúng ta mua cổ phiếu này cảm thấy nó sai, hoặc thấy nó chậm tăng quá, hoặc là chúng ta có thể thấy được danh mục, hoặc thấy cổ phiếu khác nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn, hoặc là về tin tức, hoặc là về này kia, thì chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta cắt đi. Bởi vì cắt đi chúng ta gì, có thể chúng ta cắt huề thì chúng ta không mất gì. Ngày xưa chúng ta cắt huề thì chúng ta vẫn mất như 1 tỷ, chúng ta vẫn mất 4 triệu, đúng không? Bây giờ chúng ta cắt huề chúng ta chỉ mất 1 triệu thôi. Thì cái câu chuyện của chúng ta là nó tự tin hơn nhiều, và chúng ta không phải lo lắng gì trong cái quá trình mà chúng ta đa dạng hóa cái danh mục của mình để chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả. Và với cái việc mà miễn phí giao dịch như này, nhà đầu tư thêm được một cái lợi nữa là gì? Các công ty chứng khoán nó phải cạnh tranh nhau về chất lượng và dịch vụ. Chất lượng ở đây nó đến từ chất lượng của người môi giới, chất lượng của hệ thống phần mềm, đúng không? Chất lượng rất nhiều, rồi các cái dịch vụ hỗ trợ khách hàng rồi này kia, vân vân. Thì các công ty nó phải cạnh tranh với nhau. Tôi nói ví dụ cùng một thu phí 0,15% như nhau, thì cái dịch vụ của ông nào tốt hơn thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ tham gia nhiều hơn. Hệ thống phần mềm rồi nó ít bị lỗi, rồi nó ít bị chậm này kia, nó nhanh hơn rồi vân vân. Đó, rồi môi giới, rồi nhân viên chăm sóc khách hàng, rồi dịch vụ của họ tốt hơn thì chắc chắn họ sẽ chọn. Đó, vậy thì khi mà gì? Bây giờ nếu khi các công ty cùng miễn phí như nhau, đúng không ạ? Thì tất nhiên là đầu tư đã có lợi rồi. Vậy nó cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta miễn phí rồi chúng ta muốn làm gì thì làm, đúng không? Ông nào muốn dùng thì dùng, không dùng thì thôi. Không phải, chúng ta vẫn phải cạnh tranh, đúng không? Và càng miễn phí thì chúng ta lại càng phải đầu tư nhiều cho cái cơ sở hạ tầng của các công ty chứng khoán để gì? Cạnh tranh với nhau về chất lượng và dịch vụ nữa. Bởi vì khi một cái mặt bằng chung nó như nhau, tất cả các công ty đều miễn phí, thì ông nào chất lượng và dịch vụ tốt hơn thì người ta sẽ chọn công ty đó. Đó, còn bây giờ thì nói thẳng là bước đầu nó đang mới, tôi nói đang mới, còn khá nhiều công ty vẫn còn thu phí, mà đa phần là các công ty vẫn đang thu phí. Bởi vì giống như chúng ta hay nói với nhau, không thu phí thì sống bằng cái gì đó, rõ ràng luôn. Thì gì, mới có một vài công ty miễn phí thôi. Đó, thì chúng ta cân nhắc, chúng ta lựa chọn, thì trong những công ty miễn phí đó, công ty nào tốt nhất về chất lượng và dịch vụ thì chúng ta lựa chọn để chúng ta tham gia, đúng không ạ? Đó, thì cái đấy là, và sau này nếu mà mặt bằng chung nó trả về giống nhau, tôi nói ví dụ như ở Mỹ tất cả các cái nền tảng giao dịch nó miễn phí hết, thì ông nào mà tốt hơn, ông nào hỗ trợ nhà đầu tư tốt hơn, được cung cấp các cái yếu tố về đòn bẩy, về hỗ trợ khách hàng tốt hơn, thì nó sẽ thu hút cái lượng nhà đầu tư rất là nhiều. Vì ví dụ như Robin Hood tôi nói rồi đó, đúng không ạ? Nó sẽ hút một lượng rất lớn khách hàng của các công ty chứng khoán khác. Đó, thì cái này chúng ta chú ý ha, và chính các công ty chứng khoán họ cũng phải chú ý vấn đề này. Và nhìn ở cái việc mà miễn phí giao dịch chứng khoán nó là cái xu hướng chung của thị trường thế giới rồi, chúng ta phải đi theo một cái chung, chúng ta cũng không thể, tôi nói rồi, bây giờ quay lại cái vấn đề số 1, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải cân nhắc, đúng không? Chúng ta phải so sánh. Đó, tại sao chúng ta lại phải 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 tốn được khoản tiền cho những vấn đề không đâu như vậy, trong khi chúng ta vẫn sẵn sàng là tiết kiệm được. Tôi nói rồi, bây giờ để mà đầu tư thành công thì tiết kiệm từ những cái nhỏ nhất chúng ta cũng là một cái thành công rồi, đúng không ạ? Đôi khi là cái lệnh giao dịch của chúng ta chẳng lãi lỗ gì. Đó, nhưng mà chúng ta vẫn lại tốn một phần chi phí thì nó không ổn. Đó, thì đây nó là một cái xu hướng chung mà chúng ta đi theo. Đó, đấy là những cái gọi là những cái lợi của chính nhà đầu tư cá nhân, chính tôi, chính các anh chị, hoặc là chính các công ty chứng khoán chúng ta phải theo dõi, chúng ta phải cân nhắc. Vậy thì cái vấn đề mà nó có hại là gì, hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý là gì thì chúng ta phải chú ý. Cái đầu tiên đó, là chúng ta chú ý cái này. Chính vì được được gọi là miễn phí cho nên rất nhiều nhà đầu tư hay là nhà đầu cơ tham gia vào thị trường lướt sóng một cách vô tội vạ, quá mức. Cái này là có nha các anh chị.
tức là gì? Tôi nói là giả sử như nãy tôi giải thích cái ý đó, ngày trước khi mà chúng ta muốn bán một cổ phiếu thì chúng ta sẽ cân đo đong đếm ở với cái mức này trừ thuế phí như thế này thì nó còn lại lợi nhuận bao nhiêu đó, hoặc là đang lỗ như thế này cắt thì cộng thêm lỗ nữa thì lỗ, cộng thêm phí giao dịch rồi thuế nữa thì lỗ bao nhiêu. Nó bây giờ thì chúng ta thấy là miễn phí hết rồi, đúng không? Cũng không phải cân đo đong đếm cái đó nữa, thì chúng ta dẫn đến là chúng ta ham lướt và chúng ta máu lướt. Tôi nói thật là tôi lập một cái nhóm bên VPS cũng vậy, cũng khá nhiều anh chị tham gia vào, cũng bảo là chỉ vì nó miễn phí cho nên tranh thủ, đúng không? Tức là vì đang miễn phí cho nên là chúng ta tranh thủ chúng ta lướt. Nhưng thật ra đấy là một cái cách cũng tất nhiên, nếu tôi nói rồi lướt sóng, nếu chúng ta biết cách lướt, chúng ta hiểu thị trường, chúng ta có một kế hoạch cụ thể, chúng ta biết chọn lựa cổ phiếu chúng ta lướt thì chúng ta vẫn có lợi nhuận đó, mà được miễn phí nữa thì lại càng tốt, bởi chúng ta tối đa hóa cái lợi nhuận của mình, đúng không ạ? Nhưng đừng có lạm dụng nó và đừng có lướt sóng quá mức. Thực tế là đa phần những nhà đầu tư mà thành công trên thị trường là những nhà đầu tư dài hạn. Các bạn hình dung câu chuyện như vậy. Còn những người lướt sóng thì nói thật là nay thắng mai thua, đấy là bình thường, cái đấy là thực tế của thị trường mà chúng ta phải công nhận điều đó. Nhưng mà chính vì cái việc miễn phí cho nên là nó sẽ hút nhà đầu tư vào và dẫn đến là chúng ta giao dịch một cách gọi là lầy lội vô tội vạ, giao dịch quá mức. Ngoài ra thì chúng ta phải biết cách là chúng ta lựa chọn các cái công ty nó có dịch vụ tốt nhất, chứ không phải là cứ miễn phí là chúng ta nhảy vào. Chúng ta hình dung à, khi một loạt các công ty đều miễn phí thì chúng ta phải lựa chọn cái thằng nào có chất lượng dịch vụ tốt nhất chúng ta theo, cả về phần mềm, cả về người hỗ trợ, cả về tin tức, cả về tín hiệu vân vân, mọi thứ chăm sóc chúng ta thật tốt đó, để mà chúng ta tham gia vào. Đó, có nhiều bạn thì cũng nói là gì, chính vì miễn phí giao dịch như vậy nên người môi giới là người ta không được cái gì cả, không có cái quyền lợi gì của người môi giới trong đó. Trước đây thì tôi nói là ví dụ phí giao dịch như vậy thì môi giới sẽ cố tình có từng tình trạng này nha các bạn. Nếu các bạn là một công ty chứng khoán có thu phí thì chính những người môi giới họ ăn hoa hồng trên cái phí giao dịch của chính các bạn đó, thì cho vậy là gì, họ sẽ khuyến khích, và không phải là khuyến khích nữa mà sẽ xúi, tôi nói hay nói từ xúi đó, xúi các bạn là lướt vô tội vạ, lướt liên tục để mà tạo ra cái doanh thu cho chính công ty và cho chính cá nhân đó. Đó. Nhưng mà rồi đến khi mà miễn phí thì dù các bạn có lướt như thế nhưng lướt nữa người ta cũng không được gì. Đấy, thì lúc này quay lại cái câu chuyện là gì? Lúc này người môi giới phải thực sự là người có tâm, người tốt thì mới hỗ trợ cho các bạn, bởi vì người ta làm không công mà. Đó, còn nếu đã là môi giới chính thống của công ty thì có thể họ được hưởng lương từ công ty thôi. Đó, rồi đôi khi là họ có thể làm thêm, rồi nó sẽ kéo theo một số các cái vấn đề khác. Nhưng mà chúng ta cứ lựa chọn công ty có chất lượng dịch vụ tốt nhất chúng ta tham gia. Đó, đâu nó cũng như nhau thì chúng ta chọn cái thứ tốt nhất. Cái thứ ba nữa là chúng ta khi như thế này thì chúng ta giao dịch một cách là không có kế hoạch cụ thể. Trước đây thì chúng ta cũng thường hay nói với nhau là đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng vân vân, rồi mua cổ phiếu nhận cổ tức này nọ, chúng ta tức là cái kế hoạch của chúng ta là gì? Vào và nắm giữ dài hạn, tức là chúng ta cũng khá là cân nhắc về vấn đề thuế phí, đúng không? Lướt lát nhiều tốn nhiều thuế phí quá thì chúng ta phải lập một kế hoạch cụ thể, ở mua con này target là từ giờ đến bao nhiêu, mấy tháng là chúng ta bán, mấy tháng chúng ta thoát. Đó, rồi lợi nhuận khoảng bao nhiêu, rồi trừ thuế phí thì còn bao nhiêu nữa. Tức là chúng ta lập ra một kế hoạch cụ thể cho cái việc chúng ta sẽ mua cổ phiếu nào, sẽ thoát như thế nào. Đó, tức là thoát cổ phiếu đó lúc nào, thời điểm nào, nắm giữ bao nhiêu lâu, thì chúng ta có kế hoạch hết. Rồi đến khi mà miễn phí giao dịch rồi thì thôi rồi luôn. Mua vô cứ thấy lời lời là out ha. Chứ không đâu có phải tốn nhiều đâu. Tôi nói trước đây các bạn chỉ lời 1%. Nếu mà tốn phí giao dịch thì các bạn sẽ theo tôi đa phần là sẽ không chốt. Tôi nói kể cả cá nhân tôi cũng vậy. Thật với các bạn luôn. Ví dụ các bạn mua một cổ phiếu rồi đó, các bạn lời 1%. Đúng không ạ? Lời 1% thì trước kia trừ thuế phí vân vân thì mất khoảng 0,4 đến 0,5% rồi. Thế còn 0,5% thì đâu có ai chốt đâu. Nó quá ít, đúng không ạ? Nhưng bây giờ đó, các bạn chỉ tốn tiền thuế thu nhập thôi. Nếu các bạn thoát đi, các bạn tốn thuế thu nhập cá nhân nên là 0,1 thôi. Đúng không ạ? Thì coi như là chúng ta chỉ mất con 100.000 thôi. Đó, nếu chúng ta giao dịch ít, đúng không ạ? Thì cái vô hình chung là chúng ta sẽ quyết liệt hơn. Chúng ta sẽ mạnh dạn, chúng ta chốt, mạnh dạn chúng ta cắt. Thì cái yếu tố này nó cũng vô hình, nó tác động lên thị trường khá là nhiều. Nó bị cái tâm lý của chúng ta mà. Đúng không ạ? Nhiều khi người ta ngày xưa lời phải mấy phần trăm người ta mới chốt. Còn bây giờ thấy nhiều người ham nhanh nhanh cái là lời 1-2% cũng chốt luôn. Bởi vì 1-2% nó quá tối đa cái mức lợi nhuận của mình rồi. Ý là cái phí nó được miễn là cũng đã quá tốt rồi. Tôi nói thật. Đúng không? Với nhiều người bây giờ nói là với cái vốn của em vài 300 triệu tham gia vào thị trường thì một ngày kiếm mấy trăm nghìn thôi là nó cũng là vui rồi. Đấy, thì vô hình dung họ như vậy là họ thấy ok rồi. Trừ cái phí không là họ được mấy trăm nghìn rồi, cho nên họ cứ mạnh dạn họ chơi. Thì chúng ta không có kế hoạch cụ thể, nó rất là khó đánh.
Rồi tiếp theo nữa là cái việc chúng ta lạm dụng đòn bẩy quá mức. Này chúng ta hết sức chú ý. Chính vì cái mà chúng ta gọi là gì? Lướt sóng vô tội vạ này, lướt sóng quá mức này. Nó dẫn đến là gì? Đôi khi chúng ta hóa máu mua quá. Đúng không ạ? Cái gì con nào chúng ta cũng muốn mua. Trời, thị trường tốt quá, thị trường tích cực, có giống như cái này nó cho nó bị dấn dấn vào cái gọi là bị tham quá mức rồi. Ha, bị cuốn vào cái làn sóng này rồi, chúng ta buộc phải ngụp lặn trong cái này. Muốn mua quá mới chốt xong rồi có thể là đi ứng tiền tiếp để mua tiếp. À, ứng tiền thôi nó đôi khi nó cũng tốn phí này. Đấy, thì quay ngược lại là tôi trả lời câu chuyện là gì? Công ty chứng khoán sống bằng gì? Khi mà chúng ta tham gia vào đây, chúng ta sẽ lướt sóng nhiều nó hình thành một cái thói quen, các bạn hình dung ạ. Các bạn cứ chú ý mà xem. Nếu chúng ta tham gia giao dịch lâu trên thị trường mà chúng ta lướt rồi lướt riết nó quen luôn. Đôi khi T3 T5 về là chúng ta ao chẳng biết lãi lỗ như nào, lãi ít chúng ta cũng chốt được bởi vì nó miễn phí rồi. Đó thì chúng ta không có kế hoạch thì dẫn đến là gì? Đôi lúc chúng ta lạm dụng đòn bẩy, có thể là chúng ta ứng trước tiền bán, có thể là chúng ta sử dụng margin để chúng ta mua cổ phiếu. Bởi vì chúng ta lướt nhanh mà. Chúng ta nói rồi, ví dụ vay bằng đòn bẩy thì gì? Nó ít ngày thì cái lãi suất không cao. Thường thường các công ty chứng khoán bây giờ họ họ cho cái mức lãi suất nó dao động khoảng từ 9 đến 13 14%, đúng không ạ? Một năm á, nó tính theo năm. Thì gì? Chúng ta bảo thôi chúng ta lướt sóng mà, đâu có tốn phí giao dịch đâu, chúng ta lướt sóng T3 T5 thì bằng lấy vay đại đi chứ đâu có mất tiền đâu, đâu có mất nhiều tiền đâu. Đó, trong khi cơ hội thì đầy đây, tức là chúng ta đang bị bỏ qua những cái yếu tố về rủi ro và chúng ta lạm dụng cái đòn bẩy quá mức. Và chính là gì? Chính là cái việc như vậy nó tạo một cái tâm lý như vậy, cho nên công ty chứng khoán họ vẫn mạnh dạn miễn phí giao dịch và họ chỉ thu lãi. Đấy, cái câu chuyện công ty chứng khoán sống sống bằng cái gì? Sống bằng gì? Sống bằng chính cái lãi vay của các bạn. Các bạn chú ý rồi, cái gì là việc chúng ta ham quá, chúng ta ứng tiền. Bản thân cái tiền của chúng ta đôi khi là cái hạn chế của thị trường chứng khoán là gì? Bán cổ phiếu rồi nhưng mà đến 2 ngày sau tiền mới về, buộc chúng ta phải ứng nó, mà phí ứng tiền cũng mất vài chục nghìn. Tiền của chúng ta đó là chỉ tạm ứng trước thôi, còn chắc chắn là nó sẽ về. Tức là bây giờ như tôi đi đi làm công ăn lương ở công ty chẳng hạn, ví dụ vậy, thì tôi đến tôi ứng tiền thì nhiều khi người ta sợ là tôi ứng hết cái tháng lương đó mà tôi nghỉ giữa chừng thì họ không được cái gì, đúng không? Họ lỗ. Nhưng mà đây bản thân thị trường chứng khoán họ cầm cán hết nhưng mà họ vẫn tính cái phí ứng tiền đôi lúc là khá cao. Đó, mà chúng ta lạm dụng là chúng ta ứng thì chúng ta thấy là nó cũng bào mòn lợi nhuận khá nhiều, đúng không ạ? Rồi chúng ta sử dụng cái sức mua quá mức, chúng ta cứ nghĩ là mua nhanh bán nhanh thì cũng không có gì hết, sử dụng full margin luôn. Rồi đôi lúc thị trường nó diễn biến xấu đó mà cổ phiếu T3 mới về, cho nên đôi lúc nó về là chúng ta đã thua rồi, đúng không ạ? Thua nhiều rồi mà chúng ta dùng đòn bẩy nên là cái mức thua lỗ nó là cả gấp mấy lần đó, thì nó cực kỳ nguy hiểm. Như vậy cho nên là chúng ta phải tránh lạm dụng cái đòn bẩy này, phải hết sức lưu ý vấn đề này. À, chúng ta vẫn lưu ý thêm một cái nữa là chúng ta vẫn phải tốn cái phí trả sở giao dịch và thuế thu nhập cá nhân. Thì cái này là rõ rồi. Cái phí trả sở như VPS hiện tại nó thu là 0,027%. Thế thì khá thấp thôi, cũng không có nhiều, nhưng cái này là bắt buộc rồi. Và thuế thu nhập cá nhân này chúng ta chú ý, bất kể chúng ta bán cổ phiếu lời lỗ như thế nào, họ đều thu phí mặc định là 0,1% trên cái tổng NAV của chúng ta bán. Tổng cái số tiền mà chúng ta bán. Đó thì hôm nay tôi nhân cái cuối tuần thì tôi chia sẻ thêm một số ý về cái việc mà miễn phí giao dịch chứng khoán. Nó có lợi cái gì, nó có hại cái gì. Chúng ta thấy những cái lợi là trước mắt là rõ rồi, giảm thiểu cái chi phí của chúng ta, đúng không ạ? Đó, và các công ty họ sẽ cố gắng đưa cái dịch vụ tốt nhất nó, và gì nữa, nó thu hút thêm nhà đầu tư. Và tất nhiên dần dần là có nhiều cái nó sẽ tốt hơn, thị trường tham gia đông hơn, hiệu quả hơn thì mọi thứ nó sẽ được nâng cấp lên dần dần, nó sẽ tốt hơn, chúng ta hiệu quả hơn. Nhưng mà chúng ta lưu ý là tránh nha, tránh cái việc là chúng ta lướt sóng vô tội vạ, cái này hết sức lưu ý, đúng không ạ? Và gì nữa, đừng có lạm dụng đòn bẩy quá mức, tức là giao dịch quá thường xuyên. Có nhiều bạn thì thấy hay quá rồi bảo em có thể nghỉ việc để em đi giao dịch chứng khoán được hay không rồi này kia vân vân, cái đấy là không nên ha. Đó là chú ý, hết sức chú ý và cố gắng là đừng sử dụng đòn bẩy quá mức. Tôi vẫn chia sẻ rồi, tôi có hẳn một cái clip về hướng dẫn sử dụng đòn bẩy như thế nào cho nó hiệu quả, và kể cả trong nhóm của chúng tôi bây giờ tôi cũng thường khuyên là không nên sử dụng đòn bẩy, hoặc nếu có là chỉ dùng 50% thôi. Khi mà thị trường rất đẹp cũng chỉ vay 50% vốn chúng ta có thôi. Ví dụ các bạn có 1 tỷ, sức mua của bạn nó sẽ thường là cấp cho các bạn 1 tỷ nữa là thành 2 tỷ, đúng không? Thì các bạn cũng không nên dùng hết 1 tỷ nó cho vay đó, mà chỉ vay khoảng 500 thôi. Ví dụ vậy, trong một thị trường đẹp nha, còn nếu bình thường là không, tốt nhất là không. Có nhiều xài với nhiều. Đó, đúng cái sức của chúng ta thì chúng ta sẽ không bị áp lực của chúng ta gì. Kể cả chúng ta có lướt sóng chúng ta đâu sợ, đúng không ạ? Cũng đâu có sợ sóng nó vùi dập đâu. Còn đôi khi là chúng ta dùng đòn bẩy lên thì có thể nó mà sai thì chúng ta sẽ toang rất là nhanh. Đó, nó sẽ cụt vốn chúng ta rất là nhanh. Đó thì một số ý tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay như vậy, thì hy vọng là nó cũng sẽ giúp ích cho nhà đầu tư và chúng ta hình dung ra thực tế trên thị trường là gì, vẫn có giao dịch chứng khoán miễn phí đó và chúng ta vẫn tham gia được đó, và hiện tại là VPS cũng đang miễn phí đó, thì chúng ta tranh thủ cơ hội này chúng ta tham gia
thị trường nó có tốt có xấu như thế nào thì nó cũng đỡ chúng ta khá nhiều phần. Và bạn nào muốn tham gia vào nhóm của mình thì chúng ta cứ đăng ký theo ID đó rồi chúng ta sẽ liên hệ và hỗ trợ cho bạn thêm vào nhóm ha. À, có thể tôi nói rồi, có thể là trong nhóm là chúng ta lạm dụng và chúng ta lướt sóng khá nhiều, nhưng mà tất nhiên là bước đầu thì có thể là nó khá ổn bởi vì nó miễn phí đúng không ạ? Và đôi khi là cái cách chúng ta làm thì nó đúng thì nó tốt, còn nếu mà sai tôi nói là cũng khá là nguy hiểm chứ cũng không phải là không. Các bạn hết sức cẩn trọng. Rồi xin chào, hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.